Profile khủng của luật sư sẽ đại diện công Vinh Thủy Tiên khởi kiện các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt xung quanh vấn đề từ thiện. Trước những thông tin nghiêm trọng về việc ăn chặn từ thiện, công Vinh Chư Tiên đã công khai 18.000 tờ A4 sao kê và khẳng định sẽ kiện những cá nhân vu khống mình tới cùng luật sư Phan Vũ Tuấn cũng có mặt tại buổi sao kê và là người đại diện pháp lý cho vợ chồng công Vinh Chư Tiên. Sau khi vướng phải ồn ào ăn chặn tiền từ thiện của đợt lũ lụt tại miền Trung cuối năm 2020, chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng công Vinh Chư Tiên đã có mặt tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn cùng sự góp mặt của luật sư để thực hiện các thủ tục sao kê từ thiện. Trong buổi sao kê, Thủy Tiên và công Vinh đã công bố số tiền quyên góp từ thiện là hơn 177 tỷ đồng tiền, dài hơn 18.000 trang A4 theo ca sĩ Thủy Tiên. Mục đích của việc sao kê từ thiện này nhằm để xác định tổng số tiền kêu gọi được có đúng như công bố trước đó hay là 320 tỷ đồng, 700 tỷ đồng như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trong chiều nay, luật sư Phan Vũ Tuấn, văn phòng luật sư Phan Lò Việt Nam cũng đã có mặt để chứng kiến sự việc. Bên cạnh đó, vị luật sư này sẽ thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết khởi kiện các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng Thủy Tiên công Vinh. Trong thông cáo báo chí, luật sư Phan Vũ Tuấn nêu, bằng công cụ pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân đó phải chấm dứt các cáo buộc, vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra. Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua con đường tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vụ việc sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, công bằng, công khai, minh bạch và bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi cùng với tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan. Theo tìm hiểu được biết, luật sư Phan Vũ Tuấn là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có hơn 10 năm hành nghề luật sư Phan Vũ Tuấn hiện đang là trưởng văn phòng luật sư Phan Lò Việt Nam. Luật sư đã hỗ trợ và giải quyết thành công nhiều vụ việc cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài thương mại. Vào năm 2020, luật sư Phan Vũ Tuấn cũng chính là người đại diện pháp lý của nhà thơ Trương Minh Nhật, kiện Lý Hải đòi bồi thường 4 tỷ đồng vì sử dụng trái phép bài thơ của ông trong phim Lật Mặt 4, Nhà có khách. Mới đây, văn phòng luật sư Phan Lò Việt Nam của ông Phan Vũ Tuấn là đơn vị đứng sau sự việc khởi tố hình sự đối với phim mới một trong những website xâm phạm phim lớn nhất thế giới và cũng như sống dai nhất trong lịch sử Internet. Theo chia sẻ của ông Phan Vũ Tuấn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan cảnh sát điều tra ở Việt Nam khởi tố một vụ án xâm phạm quyền tác giả, và để có kết quả này, văn phòng luật của ông đã phải nỗ lực theo đuổi hơn 10 năm với hàng trăm lần kêu gào thảm thiết, hàng chục ngàn trang đơn từ, chứng cứ.